bạn chọn một phần trò chơi nè thì ở đây nó có cái phần quét web mình quét các bạn quét mình mình rất là thích nhưng mà hiện tại là cái khoản mình chưa có tiền để mình đi nạp tiền cái đã nha à, nè bấm vào chữ nạp nha các bạn đó bạn có thể nạp trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng nè bấm vào tz ngân hàng cái số tiền tối thiểu mình nạp chỉ là 50.000 ngàn thôi rồi mình bấm vào số tiền nạp đây mình nạp thử 100 k vào đây nạp nè các bạn bấm vào nút nạp nha rồi tiếp tục là nó sẽ hiện lên màn hình mình chọn ngân hàng đó mình chọn uh, Vietcombank băng đi rồi lưu ý những điều sau đây đảm bảo an toàn cho tiền rồi các kiểu bấm ok thế này không quan trọng đâu các bạn các bạn có thể là quét cái mã này để các bạn chuyển tiền hoặc là có thể là kéo xuống bên dưới sao chép số tài khoản ngân hàng nè họ chuyển tiền vào cho người ta nhớ là phải nhập cái nội dung chuyển khoản vào nếu không là tiền nó không có vào đâu nha các bạn ok mình đang vào cái app uh, Vietcombank công Băng của mình mình chuyển nha bạn ờ, dán người thụ hưởng nhập số tiền trăm k. rồi à, chỗ nội dung chuyển tiền nè nhớ ghi nội dung chuyển tiền sau chọn nội dung chuyển tiền uh, bên app uh, chuyển tiền uh, dán vô và tiếp tục ý sao dấu trong tay không hợp lệ rồi rồi sau khi là mình chuyển khoản thành công là vào lúc là 13 giờ 7 phút nha các bạn. Rồi sau khi mình nạp 100 000 vào đó các bạn. Thì nó sẽ tự động quy đổi ra USDT á, thì nó cũng tương đương với đô la Mỹ thôi các bạn. Thì nó quy đổi ra khoảng là 5.4 đô nè. Đó là 100 000 các bạn. Đó, thì bây giờ mình à, bấm vào game mình chơi thôi. À, bấm vào một trò chơi nữa các bạn. Đó. Rồi mình chọn là webmin nè. Thì cái phần quét mình này nó cũng đơn giản hay giống như cái game máy tính hồi xưa các bạn Mình chọn lên cái ô nào nó có kim cương thì mình thắng Còn mình chọn lên uh, chúng cái ô có trái mình thì mình thua Thì uh, trong uh, số này mà mấy ô đây 5 hàng trên, 5 hàng dưới là 5 x 5 là 25 ô các bạn Thì trong 25 ô này nó sẽ có 5 trái mình uh, nằm ở 5 ô bất kỳ Đó, bây công việc của mình là mình chọn là không phải là trái mình thì mình sẽ thắng thì bây giờ mình sẽ đặt vào số tiền cược Mình cược một đô nha Rồi bấm số 1 vô bấm xác nhận chắc chắn rồi Rồi bắt đầu mình sẽ mở cái ô đầu tiên Rồi bấm vô ô đầu tiên mình mở Đó Thì cái ô đầu tiên cái tỷ lệ ăn của nó là 1.2 Mở ô đầu tiên nếu mình ngừng lại là mình sẽ lời được 1.2 nha các bạn Còn mình không muốn ngừng mình mở tiếp ô thứ hai Rồi mở chúng chế bơm là coi như mất hết chân Mở chúng chế bơm là mất hết chân nha các bạn rồi mình tiếp tục mình bấm vô một đô mình bấm xác nhận mình chắc chắn rồi mình cược tiếp Mình lại tiếp tục mở ô đầu tiên Rồi chúng chế miền mình, mình thua tiếp các bạn Rồi tiếp tục mình lại bấm vô một đô Mình lại bấm vô ô đầu tiên Mình lại được 1.2 tiếp tục mình bấm vô ô thứ hai Và làm mình được 1.5 Mình không muốn dừng nữa mình bấm ô thứ ba Là mình chúng chế miền là mình thua nữa Rồi tiếp tục mình bấm cường một đô nữa các bạn Mình lại tiếp tục mình mở ô đầu tiên Ờ, mình không muốn dừng mình bấm mở ô thứ hai mình không muốn dừng mình mở ô thứ ba là mình được cái tỷ lệ là 1.9 các bạn rồi, rồi ở đây nó để túi tiền có thể thanh toán cho mình là 1.9 đô này. mình chơi một đô rồi mình thích nữa mình mở ô thứ tư là mình được tỷ lệ là 2.54 thôi ờ, mình chưa muốn dừng nữa, mình mở ô cuối luôn mở ô thứ năm là mình sẽ được nhân 3 luôn mình được 3.33 rồi lúc này bạn sẽ bấm ngay cái nút là thanh toán ngay để mình dừng cuộc chơi. Đó mình dừng cuộc chơi là số tiền mình trả lại 4.8 nè các bạn. Rồi tiếp tục mình lại cược với một đô mình đóng xác nhận. Giờ mình lại bấm bắt đầu từ ô đầu tiên. Đó mình được 1.9 nè. Giờ tiếp tục mà mình muốn chơi tiếp mình sẽ bấm thêm ô thứ hai. Rồi số tiền lúc này của mình là 1.53. Bạn muốn dừng chưa? thì các bạn muốn dừng thì các bạn dừng còn các bạn không muốn dừng bạn chơi tiếp bạn tắm tiếp tục ô thứ ba rồi bấm ngay trái bơm thì mình bị thua nha rồi tiếp tục bấm một đô chơi tiếp chán rồi. rồi chọn ô đầu tiên hoài nó hơi bị ấy quá mình chọn ô phía dưới là đi rồi ô đầu tiên nè ô thứ hai luôn rồi ô thứ hai 1.2, ô thứ ba luôn. Rồi được 1.9. Ô thứ tư luôn. Tư luôn. À, mình được 2.54. Rồi bấm thanh toán ngay, chắc chắn rồi. À, tiền mình là, lên là 5.3 đô nè Rồi tiếp tục mình cường một đô bấm xác nhận nè Trắng rồi nè Nãy giờ thấy uh, bơm nó xuất hiện ở phía dưới này hơi ít. Uh, mình bấm ở dưới tiếp đi. Ô oh, đầu tiên. Ok, ô oh, thứ hai. Ô oh, thứ hai. Rồi. Hai ô nghỉ được các bạn, thanh toán ngay cho nó cho nó chắc ăn. Đó lên 5.8 nè. Mình chơi hai ô hai hai ba ô thôi mình dừng được rồi. Đó, đừng tham ha. Rồi tiếp tục đặt cược tiếp một đô nè. Chắc chắn rồi nè, giờ chọn ô nào đây chọn ô nào đây chọn ô nào đây oh, oh, come on come on come ơi on. mình chọn ô phía góc trong cùng này đi à, không lẽ xui có vậy các bạn rồi có góc trong cùng được 1.2 đúng không mình chọn lên phía trên này trên đó được hai ô lên 1.5 tiếp tục thanh toán quản dừng đó hai ô thôi nghỉ đó, lên được 1.6 USDT nè.